Rồi câu số 1, chúng ta có chữ đầu tiên là chữ gì nhỉ? Chữ đầu tiên là chữ Mỹ đúng không? Đọc là Utsukushi. Do vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án số 1 đúng nhỉ? Là đẹp hoặc là hay. Tôi nghe một cái bản nhạc rất là hay, cho nên là gì đây? Cho nên là nước mắt của tôi đã chảy ra. Đổ, tôi dâng trào nước mắt. Chúng ta có cái câu số 2 là gì nhỉ? Natsukashi. Chữ này là chữ gì các bạn? Chữ này là chữ... Đây. Chữ này là chữ... Hoài đúng không? Lưu luyến nhớ nhung nhá. Số 3 là gì nhỉ? Kanashi là chữ bi, là buồn bã buồn rầu này. Có một chữ nữa là chữ ai cũng vậy nhá. Sabishi cũng tương tự, chúng ta có hai chữ cùng đọc là sabishi là chữ tịch và chữ này chữ lâm, cả hai đều là buồn. Thì Sensei đã từng có một bài viết phân biệt bốn cái từ này rồi. Các bạn có thể tìm lại các bài viết ở trên page. Đây là chữ tưởng và chữ tượng đúng không? Như vậy tưởng đọc là so có trường âm và tượng là do, như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là so do, đáp án đúng là samba. Ở đây chúng ta có cái câu số 1 này, đọc là từ so do không có trường âm như này thì đây là chữ tố và chữ tượng, có nghĩa là đắp tượng. Đấy. Xem cái này nó có ra cái gì không nào. Chữ đây là tố tụng nhá. Mấy cái này thì thường là cho các bạn N2 N1 rồi. Rồi mấy cái này thì thôi bỏ qua. Câu số 3, chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ ô đúng không? Là bẩn. Thì nó sẽ đọc âm cư là kitanai hoặc là gì nhỉ, yogoreru. Đấy, như vậy đáp án đúng ở đây phải là đáp án số mấy? Đáp án số 4. Số 1, oreta. Oreta là chữ này này, gãy này. Nureta là ướt này. Và yabureta là chữ phá, là rách, đúng không? À, cái ô bẩn ấy thì để ở trước cửa. Tiếp theo 4 5 6 nha. Trọng Trần 322, Khuyên 322, Hồng Nho 321, Văn Bảo 322, Thơm 322. Minh Tuyết 422, Hồng Ngát 322, Én Nhỏ 322. Rồi, chữa nhanh tí nhá. Tại vì cái đề này Sensei đã cho nhiều bạn làm rồi ở buổi thi thử hôm trước. Chúng ta có đây là chữ chiều là buổi sáng và chữ thực là ăn. Thì ghép vào với nhau nó phải là gì? Chô sô cự, đúng nhỉ? Chô sô cự, như vậy đáp án đúng ở đây phải là đáp án số 3. Ở đây chúng ta có cái từ số 1 là chiu sô cự, đây là chữ chú. Là buổi trưa, đấy. Cơm trưa này. Sô sô cự, không biết có cái từ nào không? À, ăn ăn điểm tâm ấy, ăn ít, ăn một chút. Và chiu sô cự là chữ tìm việc. Câu số 5, đây là chữ thủ, là cái cổ, đọc là gì nhỉ? Kubi. Như vậy đáp án đúng ở đây phải là đáp án số 2. Số 1 là kata là cái vai này. Koshi là chữ yêu đúng không? Eo hông. Và nodo là chữ hầu, trong yết hầu là họng nhá. Câu số 6, đây là chữ kinh, chữ tế và chữ học. Thì các bạn biết rồi, kinh tế là kê dài, học là ga cự. Như vậy sẽ phải là kê dài ga cự, như vậy đáp án đúng sẽ phải là số 2 đúng không? Số 1 là gì nhỉ? Ghê dài là sai, không phải là đọc là ghê, ghê ê cũng không phải. 4 là kê ê ga cự, kê ê ở đây là kinh doanh. Đấy. Đây là kinh doanh chứ không phải là kinh tế, do vậy sai. Tiếp theo, 7 8 nào. Văn Bảo 14, Khuyên 14, Trọng Trần 14, Hằng 14, Khắc Mạnh 14, Hồng Nho 14, Mỹ Hiệp 14, Thơm 14, Én Nhỏ 14.
Minh Hải, Hồng Ngát, Nguyễn Linh 14, Thế Anh 14, Huyền Ba T 14. Rồi xin đọc tượng trưng thôi nhá. Chữ nhanh, đúng nhỉ? Số 7 này, đây là chữ phân và chữ loại. Chữ phân có hai cách đọc âm onyomi là bun hoặc là phun. Thì trong trường này nó sẽ đọc là bun rươi. Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là đáp án số 1. Phân loại sách cho vào các cái hộp riêng biệt này. Câu số 8, đây là chữ can. Là gì nhỉ? Can trong can thiệp ấy, có âm kunyomi là hô trong từ hos, có nghĩa là phơi. Đấy. Vì có nhiều đồ cho nên là mất thời gian để phơi khô nó. Vậy thì chúng ta phải chọn đáp án đúng là mấy đây? Đáp án đúng của chúng ta sẽ là 4, yom bằng. Số 1, watas là chữ gì nhỉ? Watas là chữ độ, là trao này. Modos là chữ lệ, quay trở lại. À không, không phải quay trở lại mà là đưa cái gì đó trở lại, quay lại là modo. Nobas thì có hai chữ là chữ riêng và chữ thân, đúng không? Một cái kéo dài về mặt thời gian, một cái kéo dài về mặt vật lý nhá. Tiếp theo, sang Mondai 2 là Mondai cách viết đúng của kanji nào. Tương tự, các bạn comment cho sensei 3 từ 1 nhá. Đúng rồi, đang chữa N3 em ạ. Thơm 132, Hằng 132, Trọng Trần 133, Khắc Mạnh 132, Hồng Nho 132, Đào Khuyên 132, Nam Phúc, Đinh Ngọc, Mỹ Hiệp 132, Hồng Ngát 132, Thủy Nguyễn 132, Thế Anh, Hữu Thương, Cẩm Hương, Én Nhỏ 132, Tùy Tâm 132, Minh Tuyết 132, Ai Cũng Khác 132, Hoa 132, Ngọc Huệ 132. Câu số 9, xê cày. À, các bạn có này, chữ số từ số 2, đây là chữ đáp, đọc là tô, do vậy đọc là cày là sai, vậy các bạn loại được 2, loại được 4 luôn đúng không? Bởi vì đằng sau là phải đọc là tô. Chữ đầu tiên đọc là xê, vậy thì chúng ta có chữ thành cũng đọc là xê và chữ chính cũng đọc là xê. Thế nhưng mà ở đây từ đúng của chúng ta phải là đáp án số 1 đúng nhỉ? Xê cày là đáp án chính xác. Từ bây giờ tôi sẽ nói ra cái đáp án của câu đố, chứ không phải là ghép chữ thành nhá. Câu số 10, Kanshin là chữ gì nhỉ? Là chữ quan và chữ tâm. Số 1 đây là chữ hướng, phải đọc là cô mới đúng, loại này. Số 2 là chữ cận đúng không? Đọc là kin. Số 4 là chữ thủy, đọc là si đúng không? Đấy, như vậy đọc là Kanshin phải là đáp án số 3. Nghe câu chuyện của thầy và tôi gì đây nhỉ? Tôi đã có cái sự quan tâm, hứng thú với cái việc tái chế. Câu số 11, Nagete Sonobo được không? Nage, nageru là chữ đầu, là ném. Vậy thì là chữ nào? Một, chúng ta có chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ đả đúng không? Đọc là utsu. Nếu như thể t nó phải đọc là gì? Nó phải đọc là utte mới đúng này, chứ không phải là gt như này nhá. Số 2 là chữ đầu là ném, chính xác không? Nageru nó sẽ ra. Do vậy đáp án đúng là số 2. Số 3 là gì nhỉ? Chữ thập là nhặt, thì phải là Hirote. Và số 4 là os đúng nhỉ? Osite. Đấy. Hoặc là osaete. Như vậy đúng ở đây phải là đáp án số 2. Hãy ném cái quả bóng đó. Tiếp theo 11, 12, 13 nào. Nguyên Văn 132, Thu Trang, Văn Hải, Thu Thảo 132, Huyền Ba T, Ngọc Huệ, Hoa, Minh Tuyết 132. Trọng Trần 413, Thơm Nguyễn 241, Hằng, Nam Phúc, Văn Bảo 413. Hồng Nho, Ngọc Khuyên, Ngọc Huệ 413, Ngọc Huệ 313, Én Nhỏ 413, Cẩm Hương 413, Phạm Diễm 413, Mỹ Hiệp 413, Tùy Tâm 413, Hồng Quang 413, Maria Lệ 413, Phạm Diễm 413, Minh Tuyết 413, Ai Cũng Khác 413.
Câu số 12 nhé, chúng ta có đây là chữ gain in, đúng không? Câu này hơi khó bởi vì các bạn sẽ bị nhầm hai từ nguyên, đúng nhỉ? Đấy, thì nguyên trong từ nguyên nhân phải là nguyên gì? Phải là nguyên nguyên này, chứ không phải là nguyên này nhá. Nguyên này trong từ nguyên khí. Đấy. Do vậy, trước hết là cái chữ số 1 là bị sai. Cái chữ mà là cái chữ nguyên này là sai này, như vậy là sai 1 và sai 2. Còn 3 với 4 thì chữ đằng sau của chữ số 3 là chữ tù, à xin lỗi chữ khốn trong từ komaru. Không phải, phải là chữ nhân cơ, trông rất là giống nhau. Ngày trước có bạn các bạn ấy thắc mắc là sao sensei cho đáp án 3 4 giống nhau, bảo giống đâu mà giống, đúng không nhỉ? Nó chỉ khác nhau một chút xíu thôi. Đúng đây sẽ là số 4. Chữ nguyên ghép chữ nhân. Là tôi vẫn chưa biết nguyên nhân của cái việc của cái hỏng hóc này. Câu 13. Tsutomeru, nó phải là chữ gì? Có 3 từ đọc là tsutomeru. Đấy là chữ chữ vụ là một này, giữ chức vụ gì đó này. Chữ nỗ trong từ nỗ lực này, giống đô điêu cự. Và chữ thứ ba là chữ cần. Đấy, là đi làm, nó giống như là từ hatara cự nhưng mà nó đi với trợ từ nhị. Như vậy đáp án đúng ở đây phải là đáp án số 1. Đáp án số 2, chữ này là chữ khuyến. Trong khuyến khích, cái chữ này phải đọc là susumeru. Đây, susumete nhá. Số 3 là gì? Động đúng không? Hataraite. Và số 4 là gì nhỉ? Đây là hagemu, hagende. Đấy, hagende này. Hoặc là tha động từ của nó là hagemasu. Hagemashite. Có nghĩa là động viên. Câu số 14, ki số cự là chữ quy và chữ tắc, đúng không? Một là cơ và tắc, hai cơ và chắc, ba quy và tắc, bốn là quy và chắc. Do vậy đúng ở đây phải là đáp án số 3. Nghe nói là từ năm sau thì quy tắc của công ty sẽ thay đổi. Tiếp theo sang phần từ vựng nhé các bạn nhá. Nào, 3 câu 15, 16, 17. Khuyên 422, hàng thơm 422. Trọng Trần, Mỹ Hiệp, Cẩm Hương, Huyền Trang 422. Nhung, Thúy Hồng, Thu Mơ, Đinh Ngọc, Nguyên Văn, Đào Khuyên, Hồng Ngát, Văn Bảo, Nguyễn Linh, Minh Tuyết, Én Nhỏ 422. Thu Thủy, Trịnh Oanh 422, Hoa 422, Phạm Diễm, Ai Cũng Khác, Nguyễn Hằng 422. Chúng ta có câu 15. Group de Hanashi Atta Koto Mina no Mae de gì đó Shita. Cái điều mà đã gì nhỉ? Đã thảo luận ở trong trong nhóm ấy thì tôi đã gì đó trước mọi người. Số 1 chúng ta có đây là từ truyền và ngôn Dengom có nghĩa là tin nhắn, nhắn tin, không phải. Kaiwa là hội thoại này. Ví dụ như là hội thoại tiếng Nhật, nói chuyện tiếng Nhật. Không đúng. Đây là main sentence là phỏng vấn đúng không? Và đây là hapyo. Chúng ta hay dịch cái từ hapyo là phát biểu. Nhưng mà ngoài nghĩa phát biểu, các bạn có thể dịch là công bố hoặc là trình bày nhé. Thì đây chúng ta có thể dịch là trình bày. Đúng nhỉ? Đã trình bày những cái điều mà đã bàn bạc trước mọi người. Do vậy đúng đây phải là 4. Câu số 16. Densha ya basu o riyou suru toki wa mana o. Ở đây chúng ta thấy có cái từ mana là gì nhỉ? Là các quy tắc, cái phép tắc chung. Giống như cái từ etiketto ấy. Đấy. Vậy thì ở đây phải là mấy? Chắc chắn là đi với cái từ mana này phải là động từ mamoru. Đáp án đúng là hai này. Là bảo vệ đúng nhỉ? Số 1, musubu. Musubimasu có nghĩa là kết nối hoặc là buộc. Kumimasho là lập, ví dụ lập đổ, lập tổ, lập nhóm hoặc là khoanh tay. Tsukemasho là gắn, không đi với từ mana này. Câu số 17. これらの資料を新しいものから何々に並べてください。Những cái tài liệu ở đây ấy, thì hãy xếp gì đó từ cái mới. Kankaku, khoảng cách này. Junban, thứ tự. Zengo là trước sau và
Gì sợ là cái chênh lệch thời gian, chênh lệch múi giờ ấy. Thì ở đây đúng phải là mấy? Phải là số 2 đúng không? Jumbang nhá, hãy xếp theo thứ tự. Tiếp theo, 17, 18 và 19. Khuyên OCC để hiện có hai câu à? Én nhỏ, Đinh Ngọc 31, Thơm 31, Văn Tổ Hoa, Minh Tuyết 31, Viết Khải, Phạm Diễm 31, Ai Cũng Khác 31, Thu Mơ, Thúy Hồng, Huyền Trang 31, Thùy Nguyễn, Nguyễn Linh 31. Câu 18. Ô tô tòa Boku no keiki no hou ga chiisai to nani nani o itteiru. Em trai tôi ấy, nó nói cái gì đó. Đấy là cái bánh của con, đúng nhỉ? Cái bánh của em bé hơn. À, kechi là gì? Kechi là bủn xỉn, két xỉ, đúng nhỉ? Là một cái tính từ nhá. Tính từ Lena dùng để chỉ tính cách con người, không phải. Kênh cờ là cãi nhau, nhưng mà sẽ không nói là kênh cáo yu, do vậy là loại. Mong cự là phàn nàn, đúng không? Thì nội dung của cái câu mà bánh của con, bánh của em bị bé hơn ấy, thì là một câu phàn nàn, do vậy đúng sẽ phải là 3. Mê đê là mệnh lệnh, đúng nhỉ? Như vậy đúng đây phải là sam bang. Câu số 19. Ryoko no mae no hi ni kenga o shite shimatta no de yoyaku o. Cái ngày mà trước khi đi du lịch thì tôi bị thương, do vậy là ở đây có cái từ khóa là từ yoyaku là đặt trước. Như vậy nó sẽ phải đi với từ gì? Cancel, đúng không? Đáp án đúng là số 1. Cho nên là tôi đã hủy đặt trước, giống cái từ torikes. Kato là chữ Hán là à, chữ katakana là chữ cắt, đúng nhỉ? Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là cắt giảm đi này, à, ví dụ số lượng chẳng hạn. Đây là open là mở ra này, mở này. Check out tội là check out là gì nhỉ? Là ra ngoài đúng không? Ví dụ thủ tục check out khi mà trả phòng khách sạn đấy. Tiếp theo câu 20, 21 và 22 nhá, ba câu. Em chỉ hóng đọc hiểu. Đọc hiểu thứ 5 nhá. Đọc hiểu N3 thứ 5, N2 thứ 7. Thơm 443, Hằng 143, bốn bốn ba. Thu Thủy 444, Viết Văn Hải 443, Nguyễn Linh, Nguyễn Nhung, Huyền Ba T 443, Én Nhỏ 423, Đinh Ngọc 443, Hoa Cẩm Hương 443, Đức Nghĩa 443, Nam Phúc 443, Ai Cũng Khác, Phạm Diễm, Thùy Nguyễn 443, Nguyễn Hằng 443, Phương Thảo 143, Phú 443. Rồi câu 20. Sushi ya tempura wa nani nani nihon ryori toshite kaigai no hitobito ni shirarete iru. Cái món sushi và tempura được những người nước ngoài biết đến với tư cách là một món ăn Nhật Bản như thế nào? Jitsuyoteki na, thực dụng, mang tính thực dụng, mang tính ứng dụng thực tế. Sai. Kokateki là mang tính hiệu quả, cũng sai luôn nhá. Sekyoteki na là mang tính tích cực. Đấy, không phải. Đúng phải là mấy? Phải là số 4, đúng nhỉ? Là những món ăn mang tính đại diện, mang tính tiêu biểu. Đấy. Ở đây chúng ta thấy có từ Nihon Ryori này. Và đằng trước là tên những món ăn này, phải là những cái mang tính chất đại diện tiêu biểu, đúng không? Câu số 21. Tsukareteiru toki wa nani nani no aru mono tabete yoku yasumimasho. Những khi mệt mỏi thì hãy ăn những cái thứ mà có gì đó và nghỉ ngơi cẩn thận.
Ekyo ảnh hưởng, shokuyoku là sự thèm ăn. Không ai nói là những cái đồ ăn có sự thèm ăn hết đúng không? Mà từ cái từ shokuyoku này nó đi được với từ động từ aru là có hay không có sự thèm ăn, nhưng không có cái đồ nào là đồ mà có sự thèm ăn ở đây. Loại kenko không có đồ ăn có cái sức khỏe nhá. Đấy. Vậy thì đây đúng nhất phải là 4. Eyo đúng nhỉ? Là có dinh dưỡng. Đáp án đúng là Yonban. Câu số 22. Dare ni mo mienai yo ni Nikki wa tsukue no hikidashi no oku ni nani nani aru. Để không có ai nhìn thấy được thì nhật ký ấy, gì đó ở góc ở sâu trong cùng của cái ngăn kéo bàn. Sutete vứt, umete là lấp chôn. Đấy, thông thường là đào một cái hố, sau đấy là gì nhỉ? Là bỏ xuống và lấp đất lên nhá, thì dùng umeru. Kakusu là giấu đi, cất đi cho người ta không thấy. Có vẻ chính xác. Kuwaeru là thêm vào. Ở đây đúng phải là số 3. Tôi cất đi, tôi giấu đi đúng nhỉ? Tiếp theo này. Ba câu 23, 24 và 25. Thu Thủy 221, Nguyễn Nhung 221, ai cũng khác, Cẩm Hương, Nam Phúc 221, Khuyên 431, Đức Nghĩa 221, Đào Khuyên 221, Thùy, Nguyễn Linh, Mỹ Hiệp 321, Nguyên Văn Huyền 3T, Đinh Ngọc, Én Nhỏ, Phú Viết Khải 221. Câu số 23. Kotoshino shinyusei no naka de 留学を考えている学生の何々は約30%だった。Các học sinh, các sinh viên gì nhỉ? Đang suy nghĩ là gì đấy? Là sẽ đi du học ấy. Đấy. Trong số những cái sinh viên mới nhập học năm nay thì cái gì đó sinh viên đang suy nghĩ muốn đi du học khoảng 30%. Heikin là bình quân. Đấy. Bình quân. Số 2 là wariai là tỷ lệ. Sugaku là môn toán học, Keisan là tính toán. Thì ở đây đúng phải là mấy? Phải là số 2 đúng không? Wariai nhá, có nghĩa là tỷ lệ đúng nhỉ? Chắc là sẽ có bạn chọn Heikin là bình quân, nhưng gọi nó là Gakusei no Heikin hết. Bình thường cái từ bình quân này hay nói là Nani nani wa Heikin ni hoặc là Heikin shite, có nghĩa là tính bình quân là như vậy. Nhưng mà khi nói là Gakusei no thì phải là tỷ lệ là con số này. Câu số 24. Ano kyodai wa Kao ga gì đó để kubetsu deki nai. Anh em kia ấy thì khuôn mặt làm sao mà không thể phân biệt được. Shikari chắc chắn, Sokuri giống hệt nhau, Bikuri là giật mình và Gakari là thất vọng. Đúng đây phải là Ni bằng Sokuri giống nhau này, giống cái từ Nite Niru ấy đúng nhỉ, Nite Niru ấy. Câu số 25. Tsukamaita mushi o nani nani shite katachi ya iro kiroku shita. Cái con côn trùng mà tôi bắt được. Đấy, tôi làm gì? Tôi ghi chép lại cái màu sắc và cái hình dáng của nó, vẽ lại. Can sát sự là quan sát, kanko là tham quan, đi du lịch, kengaku là tham quan để học tập đúng không nhỉ? Đấy, đi kiến tập, và kenbutsu là đi chơi. Ở đây đúng phải là mấy? Phải là đáp án số 1, quan sát cái con côn trùng mà tôi đã bắt được nhá. Tiếp theo, phần từ đồng nghĩa nhé các bạn nhá. Ba câu này, 26, 27 và 28 nào. Thơm, Ngọc Khuyên, Hằng, 231, Bảo, Nguyễn Hằng, Thu Thủy, Hữu Thương, Viết Khải, Huyền 3T, Nguyên Văn, Em Hà, Cẩm Hương, 231, Nguyễn Hằng, Ai Cũng Khác, Đinh Ngọc, Nguyễn Linh, Kiều Nương, Kiều Như, Hoa, Trang Phan, Nam Phúc, Hồng Quang, Hằng Hoàng, 231,
Phương Thảo 234, Nguyễn Nhung 231, Mỹ Hiệp 231, Thùy Nguyễn 231, Mỹ Lệ 231. Câu này đa số các bạn chọn 231. Câu 26, Kobayashi Bucho ni wa subete hokoku shimashita. Tôi đã báo cáo tất cả toàn bộ với lại trưởng phòng Kobayashi. Như vậy, subete phải đồng nghĩa với từ zenbu, đáp án đúng là 2. Sai số nhị là đầu tiên này, giống từ majime nhị. À xin lỗi, giống mazu hoặc là từ gì nhỉ? À, hajime nhị đúng không? Mo là đã rồi nhá, không phải. Đai tai là đại khái. Câu số 27, nani ka betsu no shudan. Đây là chữ thủ và chữ đoạn. Shudan có nghĩa là phương thức, phương pháp, cách thức. Ngoài ra còn có vẫn có cái nét nghĩa là mang nghĩa là thủ đoạn, ví dụ như là thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ đấy. Thì trong trường này là gì nhỉ? Idea là ý tưởng này, service là dịch vụ, yarikata là cách làm, và oshirase là thông báo, thì đồng nghĩa với lại từ shudan phải là yarikata. Đáp án số 3. Câu số 28, kutabireta, có thể là cái động từ này nó hơi khó với lại các bạn N3. Động từ này có nghĩa là mệt mỏi và mệt, gọi là rất là mệt ấy, mệt hơn tsukareru, nhưng mà dù sao nó cũng là đồng nghĩa nhất với từ đó. Như vậy đúng ở đây phải là đáp án số 1, tsukareta. Komatta là rắc rối này, khó khăn, bối rối. Nemutta là buồn ngủ. Hazukashikatta là xấu hổ, đúng không nhỉ? Hôm qua thực sự rất là mệt. Tiếp theo, câu 29-30. Thơm 14, Ngọc Diệp, Kiều Nương, Hằng, Hằng 12, Thủy 12, Nguyễn Linh, Hồng Quang, Nguyễn Hằng, Trọng Trần, Tranh, Nguyên Văn, Đinh Ngọc 14. Câu này các bạn chọn 12 với lại 14 rất là nhiều đúng không? Phân vân giữa câu 30 thôi. Văn Bảo 14, Trọng Đạt 12, Bùi Đạt 12. Câu 129 nhá. Nakamura-san tachi wa zutto damatte shigoto o shite ita. Damatte, động từ là động từ gì nhỉ? Đây. Chữ này là chữ trầm, chữ mặc trong từ trầm mặc ấy, có nghĩa là im lặng. Anh ấy cứ im lặng và làm việc suốt, vậy thì im lặng có nghĩa là nani mo iwazu ni, không nói gì. Shokuji mo sezu ni, không ăn gì. Không ngủ và không nghỉ, đúng nhất ở đây phải là đáp án số 1, không nói gì. Câu 30 là câu mà các bạn phân vân giữa mấy nhỉ? 2 và 4, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là đây là hai cái từ mà khá là dễ nhầm lẫn. Shidai ni. Shidai ni có nghĩa là dần dần, từ từ, từng chút một. Do vậy ở đây đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án số mấy nhỉ? Sugu ni là ngay lập tức. Dom dom là nhanh chóng, dồn dập. Cái từ dom dom này nó giống như cái từ masu masu nhá. Cái mức độ nó tăng tiến rất là lớn. Ví dụ như là gì nhỉ? Điểm thi của các bạn nhảy từ mấy? 1 này, xong lên 4 này, xong lên 9 này. Đấy. Cứ vậy, cái biên độ rất là lớn thì dùng từ dom dom hoặc là từ masu masu. Còn lại nếu như nhỏ ấy, thì các bạn sẽ dùng từ dan dan. Nếu chỉ là từ 1 xong là lên 2, xong lên 3, xong 2, xong là 3,5 gì gì đấy thì dùng dan dan. Jojo ni. Hoặc là gì nhỉ? Shidai ni. Hoặc là sukoshi zutsu. Ở đây là từng chút một. Đáp án đúng phải là đáp án số 4 nhá. Uống thuốc vào thì sốt hạ từng chút một. Dạ tội là cuối cùng. Sai. Tiếp theo, chúng ta sang câu số 1 của phần gì nhỉ? Phần cách dùng từ. Có thể nói cái phần này khó nhất. Thơm 2, Nguyễn Hằng 2, Tiến Bắc 2, Trọng, Én Nhỏ, Ngọc Khuyên 2. Hằng chọn 3,
Đào Khuyên hai, Thảo Tranh Vân, Nguyễn Văn Đinh Ngọc Mỹ Lệ, Hùng Trần Tùy Tâm Phạm Diễm Nam Phúc Minh Tuyết Văn Bảo Thúy Hồng Trang Phan Diễm Diễm hai, Ai Cũng Khác Hoa Trịnh Oanh Kim Cúc hai. Đa số câu này mọi người chọn hai đúng không? Số 31 chúng ta có từ này là từ idle, chữ di và chữ động đúng không nhỉ? Cái từ này nó là từ di động và nó mang nghĩa là gì? Thứ nhất, nó mang nghĩa là cái việc một người nào đó dịch chuyển đến một nơi nào đó nhá. Đấy, một người di chuyển đi đến một nơi nào đó. Đấy, được chưa? Nghĩa thứ hai là gì nhỉ? Chúng ta di chuyển, dịch chuyển một cái món đồ vật nào đó thì ở đây sẽ dùng với hai nghĩa như vậy. Bây giờ bạn xem. Câu số 1. Sono news wa internetto de sekai juu ni idou shimashita. Cái tin đó ấy, thì đã di động ra toàn thế giới bằng bằng mạng. Đây phải là truyền tải đúng không? Cái này phải là tsutaemashita thì mới đúng này. Đã truyền ra khắp thế giới nhá, chứ không ai nói đã di động ra khắp thế giới. Câu 2. Namae o yobareta hito wa tonari no heya ni idou shite kudasai. Người mà được gọi tên thì xin mời di chuyển, đúng nhỉ? Xin mời đi đến phòng bên cạnh. Đáp án đúng rồi. Đáp án số 2. Đấy. Câu số 3. Toke no hari ga idou shite inakatta node denchi o koukan shita. Bởi vì cái kim đồng hồ nó không di động cho nên là tôi đã thay pin. Nghe thì rất là ok la nhưng mà lại sai. Không ai nói là gì đấy? Không ai nói là kim đồng hồ di động hết. Trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng cái tự động từ gì nhỉ? Ugoite nhá. Đấy. Câu số 4. Imoto no kaze ga watashi ni mo ido shite seki ga demashita. Cúm của em gái ấy, nó lây sang tôi và tôi làm sao? Và tôi bị gì nhỉ? Tôi bị seki, tôi bị ho đúng không? À như vậy đây phải là mấy? Đây phải là mấy nhỉ? À tự nhiên quên. Utsutte đấy, nó lây sang tôi. Từ này. À, ở đây có một cái lưu ý mà sensei muốn nhắc các bạn, đấy là cái từ ido với cái từ iten. Đấy. Cái từ iten nhá. Cái từ iten ấy nó là chữ di chuyển. Chữ di với chữ chuyển này. Cái từ di chuyển này thì thông thường nó không mang nét nghĩa là chúng ta hãy di chuyển, không bằng cái từ y cử đâu, mà từ di chuyển này nó thông thường dùng cho cái việc mà di rời trụ sở làm việc hay là công ty. Đấy, di chuyển một địa điểm nào đó thì dùng cái từ y tên này. Cái từ y tên này thì thường là dùng cho N2. Nhưng mà đây lưu ý một chút với các bạn là như vậy. Tiếp theo. Câu 32. Thơm 1, Thủy 1, Ngày trở về 4, Hằng 1. Én nhỏ 4, hôm nay CC có quả mic thách thức chuột dán. CC có cái quả mic này vài năm rồi chứ không phải mỗi hôm nay. Chắc là hôm nay mới xem CC live hả? Cái này là từ khi CC bắt đầu live là CC đã dùng cái mic này rồi. Nguyễn Nhung 1, Đinh Ngọc 1, Trọng Khuyên 1, Em Hà 4, Phương Thảo 1, Nam Phúc 1, Phương Thảo 1, Kiên, Nguyễn Linh, Đào Khuyên, Én nhỏ, Nam, Yến Nguyễn, Ai Cũng Khác, Viết Khải 1, Minh Tuyết 4, Văn Bảo 4. Chúng ta có câu số 32 nhá. Azukeru. Azukeru là gì? Azukeru là gửi đúng không? Thông thường nó sẽ là gửi một món đồ hoặc là gì nhỉ? Hoặc là ủy thác nhờ một nhiệm vụ nào đó cho một người khác. Có hai nghĩa đấy và thường là cái nghĩa gửi đồ là nhiều nhất. Câu 1 xem nào. Hoteru ni tsuita ga mada heya ni irenakatta node hairenakatta node uketsuke ni nimotsu o azukete dekaketa. Lúc tôi đến khách sạn thì vẫn chưa vào được phòng, vì vậy tôi đã gửi đồ cho lễ tân và đi ra ngoài. Ở đây chúng ta thấy có đằng trước có cái từ nimotsu đúng không? Vậy thì là đồ, có vẻ là cái này đúng đúng nhỉ? Đáp án đúng là 1 này, gửi đồ cho lễ tân. Câu số 2. Kono apato no oya-san wa yasai yachin de gakusei ni heya o azukete iru rashii. Cái chủ nhà của cái căn hộ này ấy, nghe nói là đang gì đó, cái phòng cho gì nhỉ? Cho sinh viên với giá rẻ, đang cho thuê đúng không? Cho thuê thì chúng ta phải dùng động từ
Kashite nha. Câu số 3. Ban gohan de nokotta ryori wa reizouko ni azukete oite ashita tabemashou. Cái phần thức ăn mà thừa của bữa tối thì gì đó thì gửi vào tủ lạnh. Thì phải làm sao? Cho vào đúng nhỉ? Irete hoặc là oite đặt vào để mai ăn. Câu số 4, có mấy bạn chọn 4 này? Kesa saifu ni 1万 円 預けたが, たくさん買い物をして ほとんど使ってしまった. Sáng nay thì tôi đã gửi một man vào ví, không phải gửi một man vào ví nhá. Tôi đã cho một man vào ví. Ireta mới đúng. Chứ không ai nói là gửi một man vào ví cả. Tôi cho một man vào ví và tôi mua sắm hơi quá trớn nên là gần như là hết rồi. Tiếp theo, ba ba. Thơm ba, Bảo ba, Thu Thủy ba, Khuyên ba, Tùy Tâm ba, Trọng Trần ba, Minh Hiến ba, Lan Anh, Đinh Ngọc, Én Nhỏ, Nguyên Văn, Kiên Phạm, Tú ba, Em Hà ba, Ai Cũng Khác ba, Trọng Đạt ba, Hoa ba, Viết Khải ba, Trịnh Oanh mờ quá sensei ơi. Mờ chắc là do mạng của phía 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 em đấy. Các bạn đều đang xem chắc là rất là rõ. Nếu không thì các bạn đã kêu ầm lên rồi. Nguyên Văn tươi mới về rau. Rồi câu số 33, chúng ta có đây là chữ xin sen. Đây là chữ tân và chữ tiên đúng không? Tươi mới. Tươi mới về gì? Về thực phẩm, đồ ăn đúng nhỉ? Thế đây chúng ta thấy có đáp án số 3 có cái từ nhà sai là rau. Như vậy đúng ở đây phải là đáp án số 3 nhé. Đối với bài này ấy, ngoài nghĩa ra thì các bạn để ý cái dấu hiệu đó là một số cái cụm đi kèm cố định với nó. Ở cái siêu thị trước ga họ đang bán rau tươi đúng nhỉ? Câu 1 này. このロボットは新鮮な技術が使われています. Con robot này nó đang sử dụng cái kỹ thuật mới. Thì đối với từ kỹ thuật các bạn không được dùng cái từ này mà phải dùng từ gì? Các bạn phải dùng từ Senshin, tiên tiến nhá. Hoặc là dùng từ gì nhỉ? Kỹ thuật mới này, Aratana. Đây. Nó mang tính chất là mới mẻ ấy. Hoặc là Atarashi cũng được. Câu số 2. Kesa hatsubai no shinsen na CD o kai ni ita. Sáng nay tôi đã đi mua cái đĩa CD mới bán ra đúng không? Đây sẽ là gì đấy các bạn? Đây sẽ là vừa mới được làm ra này, shinsaku hoặc là atarashi cũng được. Câu số 3 là đáp án chính xác và câu số 4. Kare wa senshu haita bakari no shinsen na shain desu. Anh ấy là nhân viên vừa mới vào tuần trước. À đây sẽ là một cụm cố định đấy là xin new xã in đúng không? Đấy. Thay bằng từ xin new. Đây nhá. Là người mới vào. Tiếp theo câu 34 nào. Comment chọc CJ thì CJ đọc được mà sao comment đáp án CJ không thấy luôn, có lẽ nào CJ nói rồi, CJ chỉ đọc một số đáp án thôi chứ không đọc được hết em ạ. Hoặc là CJ có thiên lý nhãn là đọc được những cái mà gọi là chọc ngoáy trêu chọc CJ. Thơm 4, Nam Phúc 4, Thu Thủy 4, Tú 4, Tùy Tâm 4, Ngọc 4, Văn Tổ 4, Én Nhỏ 4, Ngọc Khuyên 4. Nghe mỗi tiếng CC em lại cứ tưởng mắt em mắt kém. Thế thì em nâng cấp gói mạng đây nha, Hoàng Đức Mạnh nha. Mua một gói tốt một chút. Hoặc là dùng ké wifi nhà hàng xóm. Ngọc Khuyên 4. Cái câu này các bạn đều chọn 4 hết nhỉ? Câu số 34, seket là gì nhỉ? Chữ tinh và chữ khiết có nghĩa là sạch.
Nhưng các bạn lưu ý cho sensei là cái từ C kết sự này nó thường không dùng cho nước sạch đâu, nước sạch phải dùng từ kire hoặc từ kiyoi. Đấy, không khí sạch cũng không dùng từ này nhá. Cái từ sạch này nó thông thường nó dùng cho cái việc bề mặt một vật rắn không có cái sự bẩn thỉu. Rồi thì phòng ốc sạch sẽ. Chúng ta xem câu số 1 này. Utatteiru kodomo no koe ga totemo seiketsu de kando shita. Cái giọng của đứa trẻ đang hát nó rất là gì đó nên tôi cảm động. Cái giọng hát thì chúng ta có thể dùng từ, các bạn có thể dùng từ kire, giọng hát rất là hay đấy, hoặc là dùng từ gì nhỉ, từ utsukushi cũng được, utsukushi kute rất là đẹp. Kono shima ni wa hotondo hito ga konai no de seiketsu na shizen ga mada nokoteiru. Hòn đảo này thì hầu như không có người đến và nó còn đang tồn tại, đang sót lại những cái nét tự nhiên mà gì đấy, độc đáo, dokuji, hoặc là gì nhỉ, hoặc là arimama, arimama no đấy, có nghĩa là ban sơ đấy. Câu shigoto no ato ni pool de oyoi de seiketsu na kimochi ni natta. Sau khi làm việc ấy mà bơi ở hồ bơi thì có một cái cảm giác, có một cái cảm xúc rất là gì nhỉ, dễ chịu, sokai, hoặc là sawayaka, thoải mái, dễ chịu. Đáp án đúng ở đây phải là số 4. Kono hotelu wa furui ga heiya wa yoku soji sarete ite seiketsu da. Có nghĩa là cái khách sạn này ấy, thì rất là cũ nhưng mà phòng thì được dọn dẹp thường xuyên cho nên là rất là sạch sẽ. Đúng ở đây sẽ là đáp án số 4 nhé. Các bạn chú ý là đi với từ heiya này. Tiếp theo, số 35 nào. Thơm 2, Tùy Tâm 2, Trọng Trần 2, Nam 2, Diễm 4, Mỹ Hiệp 2, Văn Tổ, Ngọc Khuyên, Đức Mạnh, Phương Thảo, Đinh Ngọc, Tranh Văn, Đào Khuyên, Phạm Diễm, Én Nhỏ, Thu Thủy 2, Thủy Nguyễn 2, Thúy Vân 2, Kiên Phạm, Thúy Đào, Nguyên Văn, Thu Thảo, Phạm Diễm, Minh Minh, Minh Hiến 2, Hằng Hoàng, Viết Khải, Nguyễn Linh, Hoa, Tú, Ai Cũng Khác, Hữu Thương, Minh Tuyết, Thương, Yến Nguyễn, Nguyễn Hằng, Hà Hà, Vân 2. Câu này là câu cuối cùng của phần N3 cho nên sẽ dễ đọc hơi nhiều một chút. Tên của các bạn, không các bạn lại kêu là thiên vị này nọ. Thảo Ốc 2, Hồng Ngọc 2, Mộng Trinh 2, Bùi Đạt 2, Đan Linh 2. Rồi, câu số 35, mà dê rự, chữ Hán là chữ gì? Chữ hỗn, có nghĩa là trộn đúng không nhỉ? Đấy, trộn lẫn vào mà rất khó để có thể tách ra được đúng không nhỉ? Thì đáp án đây phải là mấy nhỉ? Câu số 1 này. Kon kai no arubaito dai to ryoki wo mazereba ryoko ni ikeso da. Lần này, nếu mà gì đây nhỉ? Nếu mà cái tiền đấy với lại cái tiền mình có với lại cái tiền mình đi làm thêm có được ấy thì có thể đi du lịch. À đây phải là gì nhỉ? Đây phải là gom gộp lại. Awaseba. Awaseba, xin lỗi, thì ba là sẽ phải là đề ba. Câu số 2. Aka to shiro no enogu wo mazete pink iro wo tsukuta. Trộn màu vẽ màu đỏ và màu trắng để tạo ra màu hường, đúng không? Đúng rồi, đáp án đúng sẽ là số 2 nhá. Câu số 3 này. Tanaka-san to Yamada-san no chikara wo mazereba. Sức của người thì phải dùng từ gì? Phải dùng từ Awaseru, Awaseba. Tiếp. Nếu như hợp sức của hai người này thì chắc chắn là có thể chiến thắng ở trong trận đấu. Câu 4. Eginko to Biginko Mazete. Trộn ngân hàng A và B để tạo ra một ngân hàng mới. Đối với lại tổ chức thì người ta dùng cái từ gape là sáp nhập. Gape từ này các bạn nhé. Đấy, như vậy là chúng ta đã chữa xong cái đề thi thử N3.